Đây 93 nha các bạn. Chiếc này còn mới chát luôn nha. Miếng đất này cắt ngay chằng cái miếng đất dày nữa nha. Đất dày dài 3 công. Các bạn nhớ đăng ký like ủng hộ cho mình nha các bạn. Khúc dưới đây thì gần cục giường cho nên là nó hơi sập nha. Đầu dưới đây hơi có nước. Sát cục giường lúc nào cũng vậy nha. Cái thành 10 được chưa cháu chơi chưa chóc nước sơn nữa nè. Đất dây nó dài tới lên đầu kia luôn. Cái mái che 93 lúc nào nó cũng bằng hết ha các bạn. Bằng hơn chiếc 70 nha. Bên đây đội máy kéo. Cái mùi 93 này qua cầu rồi là mình tháo ra. Xuống phà chuyển phà đi là mình tháo cái mùi ra nó dễ. Đất nó dài muốn tới cục giường bên kia luôn. Rồi, theo gà kích cá nữa. Nhưng đất này khô sao có nước đâu mà kích. Lúc đầu dưới đây thì lúa nó hơi sạch thôi các bạn. Chạy cũng không có nhanh lắm nha. Bên đây lát nó vượt qua cái mỏ mẫu này sát cục giường nó rằng
tài xế mới kéo chạy đâu rồi chạy vòng như ta. Rồi, qua đó nữa kìa. Trên máy đang quay phim lại nữa.